Ok, hello mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với tựa game PC Building Simulator nha. Ok. Thì lần trước mình có nhận một vài nhiệm vụ. Thì chắc giờ nó đã giao tới nè. Xem. Cái này là... À, cái này là thay card đồ họa nè. Để tìm thử cái máy đó nha. Đâu rồi? Cái này là nâng cấp ổ cứng, cái này là nâng cấp RAM. Để xem. Hình như là thay cho cái máy này nè. Để mở ra thử nha. Ok. Đây, tháo cái này ra. Ở đây thì hai con ốc rồi. Rồi, ok. Tháo cái này ra luôn. Giờ mình sẽ lắp vô. Graphic card đây. Gắn con này vô. À, mình phải tháo thêm một cái này nữa. Để con card này nó hơi bự. Đây. Giờ thì gắn vô được rồi đi. Rồi, phản ốc vô. Nó tự cắm dây cho mình rồi. Tại tập trước mình có mua một cái mua cái tool để cho nó tự động cắm dây cho nó nhanh. Rồi, ok. Lắp lại cái nắp vô. Rồi, mở thử. À, không, chưa. Quên. Tại vì kẹt này nó có nguồn phụ nè. Một nguồn 8 pin và một nguồn 6 pin. Mình phải cắm dây vô nữa. Đây. Quên mất. Đây. Và cái này vô. Rồi. Giờ sẽ đóng nắp lại nè. Vặn bốn con ốc này vô. Rồi, nó tự cắm dây cho mình rồi. Sẽ mở lên nha. Ui, có vẻ là mở được rồi nè. Sẽ đặt cái này ở chỗ giao hàng. Cái này là gì đây? Nâng cấp 16 GB. Không biết là mình. Cái này là. Sao cái này lại không được ta? Upgrade not working. Cái này thì mình chịu rồi, không hiểu luôn. Đây là nâng lên ổ cứng 1,5 TB. Đâu thì mở ra coi thử. Cứng là nó nằm đằng sau. Sẽ mở cái này ra luôn. Cứ tạm thời để này đây đi. Mua thêm một cái ổ cứng. Hình như là mình không có ổ cứng nào. Đúng rồi. Sẵn mua RAM luôn. Mail. Đây, cái này xong rồi. Dựng tiền đi để có tiền mua đồ. Đây, sẽ mua ổ cứng trước. Thanh 8 GB. Hai cái. Và ổ cứng storage đây. Đó là 1,5 T. Vậy là chỉ còn có 500 GB sẵn rồi, chắc mua 1 T thôi. Rồi. Tính tính tiền luôn đi. Có nên nhận thêm không? Này cũng nâng 16 GB nè. Cái này cũng nâng 16 GB luôn. Cái này dễ nè. Nâng cấp kè cơ. Ui, chắc sợ không đọc đủ tiền đâu. Thôi mua RAM đi. 1, 2, 3, 4. Ok. Mình sẽ qua tới ngày hôm sau. Chờ đồ nó ship tới. Ui, đi làm. Đây.
đồ giao tới nè, cái này là nâng cấp ổ cứng. Thì đây sẽ gắn ổ cứng vô đây. Mình sẽ gắn dây vô, đây là dây nguồn nè, dây SATA nè. Rồi sẽ đâu rồi, đóng đóng vô. Làm sao đóng ta? Ở đây. Rồi gắn lại. Ô, cái này là của mặt trước nè. Gắn vô. Ở đây nữa. Ok, ngon. Giờ bật lên nó thôi. Này, kẹt có đèn nữa nè. MSI. Rồi, ghê ngon. Giờ thì đặt nó chỗ giao hàng. Coi, đây là lau bụi. Giờ nâng cấp lên 16 GB. Nên mình sẽ làm nhanh luôn. Sẽ mở này ra. Ui, cái này lạ nè, con ốc nằm ở giữa. Bình thường nằm hai bên 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 ngoài cùng, con này nằm giữa. Ê. Bụi bụi. Ôi, cái này kẹt dựng dọc luôn nè. Xịn xịn. Cái này còn dơ quá. À được rồi, rồi. Cái men nữa. Đây luôn. Great, sạch rồi. Thùng. À, quên 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 quên. Bậy bạ. Nâng RAM. Thanh này đang là thanh 8 GB hả? Tháo ra luôn đi. Rồi. Cái tảng bự quá. Rồi. Tháo ra. À, cái tảng nó che rồi, mình phải tháo cái tảng ra trước. Đây giờ mới rút ra được nè. Sẽ mở slot 2 và slot 4 ra. RAM đâu? Memory đây. Đây là thanh 8 GB. Một thanh và thêm một thanh nữa. Ok. CPU đây. Cũng vô, ok. Và cắm dây vào. Xong. Giờ đóng kính lại. Bật lên. Wow, đẹp quá trời. Này giống thiết kế của Cooler Master nữa. Cái logo này của Cooler Master luôn nè. Ok. Xong rồi. Sẽ đặt ra chỗ giao hàng. Đây là 16, à nâng cấp RAM luôn, giống cái kia luôn. Tháo ra luôn. Đây đây là thanh 8 GB. Ra. Mở slot 2 và slot 4. Đây, RAM đây, 8 GB. Vào đây. Và 8 GB nữa. Ok, khắc xong rồi. Giờ mình sẽ đóng nắp lại. Rồi. Coi. Giờ bật lên. Có vẻ ổn rồi đó. Giờ sẽ lấy ra, để ra chỗ để vận chuyển. Cái này thì chịu. Đây là 16 GB. Ai có một thanh ở đây. Rút ra. Ồ, để xem thử coi. Memory. Này à, thanh này có 4 GB thôi. Gắn vô đây một thanh 8 GB và thêm một thanh 8 GB đây nữa. Thế là xong. Sẽ gắn lại cái nắp và bật máy lên.
Ok, tôi sẽ đem ra chỗ đây và mình nhận báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Để ôi chết rồi, lỡ bấm. Ơi, kệ đi. Upgrade CPU. À, cái này ở trên. Sẽ coi mấy cái dưới đây trước. Đây, xong cái này nữa. Đây. Đúng không? Ủa, còn một thùng nè. Ở đâu ta? Trời ơi, phải dò từng cái nữa. Như có vẻ là cái này cứng rồi. Hồi nãy anh nhận nhiệm vụ gì ta? Lại nâng RAM nữa. Rồi, nhận luôn đi. Raise, nâng cấp chip. TRV. Nâng cấp CPU. Budget có 300 à. Đây là con AMD Ryzen 3 A320M. Để check thử CPU. Chắc là Ryzen 5 nhờ. Tự coi socket của con này là cái gì. Ryzen 3 1300X. À, AM4. Mình sẽ chọn AMD. Đấy, AM4. Còn luôn con này đi. Rồi, chúng ta sẽ mua thêm RAM hai cái. Để upgrade CPU nữa. Sẽ accept nha. Đây là RAM. Đây thì chưa làm được. Nơi graphic card thì hơi toan. Nơi đông ta. Mình xem. Graphic card hiện tại là Radeon R9 à. Radeon R9 370. Rồi, để xem graphic card. MSI luôn đi. Cửa thích không vậy? Đây, Radeon R9 370. Đúng không ta? MSI Radeon R9 370 Gaming. Gaming 4G. Thì mình sẽ mua GTX 80 luôn. Budget tới 500 lận mà. Ok. Mua con này luôn. Xem thử. Con này sợ nguồn không đủ thôi. Thôi, không nhận nhiệm vụ này đâu. Đây, mình sẽ vô thanh toán. Rồi bỏ cái này đi. Rồi, mua thêm đi, để có gì dự trữ. Ok. Thử coi tool có gì mới không. System performance. Cũng không có gì. Còn 579 hả? Để mình mua thử cái này đi. Good. Rồi. Kết thúc.
Về đồ đã về nè, đồ đã được chuyển tới đây. Mình sẽ ra phật cái ui chết rồi, chân nhiệm vụ này rồi à, tan thế. Để nâng cấp RAM đây, tập hôm nay là nâng cấp RAM đến chết luôn, toàn là nâng cấp RAM không. Sẽ khuyến mãi dịch vụ lau bụi vệ sinh PC. Có vẻ khá sạch rồi đó. Mình sẽ xem thử coi. Con này là team group 8G 2004. Thử coi có một thanh 8G nào không gắn cho luôn. Như mình nhớ có một thanh 8G team group 4G. Đây 8G. Hơi lệch bớt một xíu. Ê, cái này đi. Ok, ngon rồi. Bật lên luôn đi. Mình sẽ đóng lại cho nó nhanh. Ngon rồi, sẽ để cho vận chuyển theo là cần nâng cấp CPU. Đấy. Trời ơi, cái cây cây mấy đứa này dơ à, để vậy là nó hư sớm. Sao bài nó còn trên này nó còn dơ quá ta, đúng không, hay là cái mạch nó vậy? Ồ, chắc vậy đó. Mình sẽ tháo cái quạt ra, tháo dây ra trước nè, tháo quạt ra đó, mình sẽ tháo mở nắp lên và mới rút con CPU ra. Chờ mình sẽ lắp con CPU mới mua, con Ryzen 5. Quá tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ tra kêu tản nhiệt lên và lắp quạt vô. Ủa gì vậy? Sao lắp được ta? Ủa thiếu gì ta? Hay là do cái thanh này nó chắn đường quá. Ủa là sao vậy? Không lắp được nữa. Rồi phải luôn. À, mình chưa đóng vô, trời ơi, thiệt tình. Chưa đóng nắp của CPU vô. Bỏ tay luôn. Ok, cắm vô. Sẽ gắn lại thanh RAM cho người ta. Đây. Ảo thật. Sẽ gắn ở đây đi. Ok. Ổn rồi đó. Giờ sẽ đóng nắp lại. Rồi đem ra khu vận chuyển này thì nâng cấp kè cờ. Cái này thì không hiểu thiếu cái gì ta. Để ổn hết rồi mà ta. Nếu cái khay nó bị lỗi rồi. Thôi kệ nó đi. Cứ đặt tạm thời ở đây đi. Còn này nâng cấp kẹt vào.
Cái này thì không đúng. Xem thử coi. Ok, hiện tại GTX 970 Gamer. Rồi để mình giật trả nhiệm vụ cái đi để có tiền. Điều là 2K. Thì đây. Ok. Cái này nữa. Đây là GTX 970 Gamer. Rồi, shop. Graphic card. Ơi. Tám mươi à? Mình xem thử coi. Đó mình nhận của cái ai cái này à? Có 600 đô. 600 đô thì mua cái nào mạnh mạnh luôn. Xem thử coi nguồn gì. 300. Coi. Chắc 980 luôn quá. 980 gamer. Con này luôn. Và mình nhận thêm những cái mới nữa. Cái máy gaming PC của ông này không có lên được win, không có boot được win được nè. Để mình thử nhận nha. Ok, thử làm cái này đi. Và cái này là diệt virus dễ nè. Bằng luôn. Hay là nâng cấp CPU. Để coi. CPU hiện tại là i3 6300. Là socket 115 mấy đó, quên mất tiêu rồi. i3 6320. Xem. CPU i3 6320 là socket 1151 Skylake. Thì sẽ mua i5 đi. Budget có 250 thì mua i5 là ngon rồi. Ai 180 luôn. Lộn. i5 6600K. Mình hack mà đi i5 6600 rồi, bậy bạ. i5 thường thôi. Con này đi. Rồi. Ủa. Accept. Ok, vậy là xong. Rồi, kết thúc ngày hôm nay. Và mình xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ là cho mình một like, subscribe và comment bên dưới nha. Ok, bye mọi người.